sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh mà tôi ai sang giàu hay gian khó, ngoài xa kiếm con người về với các hồi mơ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa vì kiếp người sẽ vui qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ trở về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nối tiếp một phiền chuyện thế sự nơi chân gian. Không lo lắng u buồn, chẳng nối tiếp một phiền chuyện thế sự nơi chân gian. Quý vị rất là nhiều. Quý vị thân mến, và không mất thời gian của quý vị quay trở lại với chương trình đặc biệt trong đêm ngày hôm nay. Quý vị, các bạn và các em